ơi, hôm nay là sinh nhật của Nguyên đó. Mình rất là háo hức luôn nên mình đã dậy sớm rồi nè. Hôm nay bạn định mặc gì cho buổi tiệc? Ừ đúng rồi, mình cũng mặc đầm hôm nay. Hai đứa mình mặc đầm giống nhau đi ha. Ok, bây giờ mình sẽ dậy để chuẩn bị mặc đồ xong rồi đi sinh nhật với bạn nha. Hẹn gặp lại bạn nha, bye bye Cloud. Nhi, mình háo hức quá, bây giờ mình phải trang điểm thôi. Đánh mắt hồng, mình thích nhất là đánh mắt hồng luôn. Bây giờ mình sẽ trang điểm xong rồi thi đơn nữa là xong. Hôm nay mình sẽ đánh son môi nào đây? Trời ơi, cái này nhỏ xíu dễ thương quá. Cái này mình mua được ở Camber Shop nè. Còn đây là Smashbox Mac. Không biết mình đánh cái nào bây giờ. Để xem cái này đi ha. Hay là cái này nhỉ? Xem cái này trước đi. Mình không thích cái màu này chút nào. Lúc nào cũng sơn màu này cả. Chán quá, không biết làm sao nữa. Không biết bây giờ phải làm gì đây. Trời ơi, những màu son này chán quá đi. Mình phải làm sao bây giờ? À, mình có cách rồi. Bây giờ mình sẽ tự làm màu sơn cho mình. Nhưng mà bây giờ gần tới giờ đi sinh nhật rồi. Mình không thể đi mua nguyên liệu được. Mình sẽ làm một cách đơn giản nhất. Hello, chị Kimber mới chào tất cả các em. Kimber ngày hôm nay chị Kimber đã trở lại với một video DIY. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm son môi nha. Mà làm bằng một nguyên liệu rất là dễ làm luôn, rất là dễ tìm luôn. Đó chính là bút tô màu. Các em ơi, vì đây là sản phẩm mà chúng ta dùng trên da cho nên chị Kimber sẽ phải chọn một cái công ty thật là an toàn luôn. Cho nên chị đã chọn Crayola. Đây là cái bút màu mà được sản xuất từ Mỹ nha các em. Rất là an toàn luôn. Tại vì những cái em trẻ em nhỏ bên Mỹ đó thường tô màu xong rồi ăn luôn cây viết. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì có ăn luôn thì cũng không có sao cả. Tại vì người ta làm cho an toàn cho trẻ em đó các em. Các em có thể mua ở Camber Shop cũng có. Hoặc là những em nào mà biết những nơi khác bán thì hãy chỉ cho những bạn khác cùng biết đi nha. Đây, ở trong đây thì chúng ta có rất là nhiều màu luôn. Chị Camber mua cái này có tới 64 màu. Rất là thơm luôn á các em. Đây nè, rất là nhiều màu, rất là thơm luôn. Chị Camber rất là thích cái mùi bút tô màu mới. Ok, ngoài cái bút tô màu ra thì chúng ta còn có một cái hũ đựng ha. Đây là hũ chị Kimber đã chuẩn bị nè. Đây là ba cái hũ nhỏ, còn đây là hai cái hũ lớn. Hai cái hũ này chị Kimber mua ở trong cái bộ kit đó, bộ kit làm son môi. Và cuối cùng thì chúng ta có sản phẩm này, đây chính là Vaseline. Cái này dùng để thoa trên môi đó các em cho nó khỏi bị khô đó. Ở bên Mỹ thì có thì bán chỗ nào cũng có bán hết. Nhưng mà ở bên Việt Nam thì bán ở tiệm thuốc tây đó, các em có thể vào để mua nha. Để chị Kimber quay gần lại cho các em xem nè. Đó, nó có để là Vaseline Petroleum Oil đó các em. Các em có thể mua ở tiệm thuốc tây nha.
Còn nếu mà các em không có tìm được Vaseline thì chúng ta cũng có thể dùng coconut oil, đây chính là dầu dừa. Các em có thể mua ở chợ, chị Kim Bơ nghĩ ở chợ cũng có bán đó. Nói chung là tất cả những thành phần này rất là tốt cho da luôn. Ok, không nói gì nữa, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm thôi. Let's go. Đầu tiên chị Kim Bơ sẽ chọn màu nha. Nha, chị Kim Bơ thích nhất là khúc này đây. Có rất là nhiều màu luôn. Wow, 64 màu luôn này các em. Có thể chị Kimber sẽ làm một cái màu hơi lạ lạ nha, để chúng ta có thể dùng trong dịp Halloween sắp tới. Yay, sắp tới Halloween rồi, chị Kimber mừng quá, sẽ đi xin kẹo. Để xem chị Kimber chọn màu gì, chị Kimber sẽ làm một màu bình thường, đó chính là màu đỏ nha. Màu đỏ chị Kimber chọn cái màu đỏ nhất luôn, đây màu đỏ nhất luôn này các em. Rồi tiếp theo chị Kimber sẽ làm thêm một màu nữa, đó chính là màu xanh nước biển đi ha các em. Yeah, chị Kimber sẽ làm một màu đỏ và một màu xanh nước biển nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái giai đoạn khó nhất, đó chính là giai đoạn gỡ cái miếng giấy này ra. Thiệt luôn á các em, đây chính là giai đoạn khó nhất nè, tại vì miếng giấy người ta làm cũng khá cứng đó. Chị Kimber sẽ gỡ ra nha. Có những cái nó rất là dễ gỡ ra các em, còn có những cái thì rất là khó, tại vì nó dính vào cái cây viết chì đó, viết chì màu. Rồi một cây, và một cây màu xanh nữa nha các em. Các em thấy mặt chị Kimber gỡ cái này ra nghiêm không? Tại vì khó gỡ quá các em. Yay, cuối cùng thì chị cũng đã mở ra hai màu rồi. Bây giờ thì chúng ta phải ra bếp để sử dụng cái lò. Chúng ta cần có cái này nữa nha các em. Cái này thì để chúng ta đun cái cây vít màu. Bây giờ ra bếp theo chị Kim Bơ thôi. Các em ơi, đầu tiên là chúng ta sẽ cho nước vào để hâm cách thủy nha. Cho ít nước thôi nha các em, đừng có cho nhiều quá. Và chúng ta sẽ cho lửa nhỏ thôi, không có cho lửa to, tại vì nó sẽ bị sôi lên rất là nguy hiểm. Những em nào còn nhỏ thì, tất cả các em đều còn nhỏ thì Kim Bơ quên. Thì các em hãy nhớ nhờ sự trợ giúp của cha mẹ nha. Chúng ta có thể để vào trong đây nha. Rồi tiếp theo là chị Kim Bơ sẽ cho Vaseline vào. Vaseline này nha các em, chị Kim Bơ sẽ cho một muỗng thôi. Một muỗng như thế này nha các em. Nó đông rất là cứng cho nên chị Kimber phải lấy đồ bỏ vào. Nếu mà các em có dầu dừa thì các em có thể dùng dầu dừa nữa nha. Còn nếu không có thì thôi cũng được. Hay là dùng một trong hai cái này thôi cũng được nha. Đây, bỏ dầu dừa vào. Dầu dừa sẽ làm cho son môi của chúng ta rất là bóng luôn, và dưỡng da rất là tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ cho viết tô màu vào. Chúng ta sẽ bẻ ra nha các em, cho nó dễ tan. Rồi bây giờ trộn lên thôi. Wow, nhìn cái màu này các em, đỏ rực luôn. Wow, sẽ rất là đẹp đây. Cái này đánh lên cái môi dày của chị Kimber chắc là giống như miếng thịt bò luôn. Em cứ kiên nhẫn chờ cho nó tan nha, đừng có cho lửa to quá, tại vì hơi nguy hiểm đó các em. Tất cả những cái thành phần này đều rất là tốt cho da, không có cái nào độc hại cả các em. Đôi khi còn tốt hơn cả những cái son môi mà chúng ta mua ở ngoài luôn á. Ok, trong khi mà chờ cho cái đó nó tan ra thì chị Kimber sẽ mở nắp ra để chuẩn bị cho vào nha. Chắc là cho hơn 3 cái nữa các em. Rồi, yeah, tan hết rồi này các em. Bây giờ chỉ còn chất lỏng thôi, chúng ta chuẩn bị cho vào hũ nha. Chị Kimber sẽ dùng một cái miếng giấy cầm cho nó không có bị nóng nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chế vào thật là nhanh trước khi nó bị khô.
Wow, màu rất là đẹp luôn. Hơi bị nhiều các em. Cái này thì được nửa cái nè. Mà còn ở trên đây nữa. Zoom lên tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm màu xanh nha các em. Chị Kimber sẽ không có rửa tại vì màu xanh với màu đỏ làm được chắc nó cũng không có bị sao. Rồi, chúng ta sẽ cho Vaseline vào. Sau đó sẽ là coconut oil. Và cuối cùng là crayon. Trộn lên thôi. Trời ơi, cái với cái màu nó rất là đậm luôn. Nó chèn hết màu đỏ này các em. Yeah, rất là tan rồi này các em. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong cái hũ nha. Xíu đẹp luôn các em. Thôi cái này chị Kim Bơ cho bên màu đỏ đi. Trời ơi, nó đông lại rồi. Rất là nhanh luôn này các em, đông lại rồi. Em nhìn xem cái này nó đã đông lại rồi nè, rất là nhanh. Ê, chị trợ lý muốn đụng vào kìa. Cho chị trợ lý đụng này nè. Wow, màu rất là đẹp luôn. Bây giờ chị Kim Bơ sẽ vào để thử thôi. Cái này nó sắp đông nữa này các em, còn tí xíu nữa. Yay, các em ơi, cuối cùng chúng ta cũng đã làm xong rồi nè, hai màu rất là đẹp luôn. Bây giờ chị Kim Bơ sẽ thử thoa cái màu màu này trước nha. Các em nhìn xem nè, nó rất là bóng luôn. Rất là đẹp luôn á hai các em. Màu xanh thì cũng rất là đẹp luôn và lạ nữa chứ. Ok, bây giờ chị Kim Bơ sẽ thoa thử cái màu đỏ nha. Rất là mềm mại luôn các em. Đã quá. Xinh không các em? Wow, bóng quá. Nhìn môi chị Kim Bơ nè, bóng quá trời luôn. Để chị Kim Bơ thoa nguyên cái này luôn coi. Em thấy như thế nào? Rất là bóng luôn ha, chị Kim Bơ thấy nó rất là bóng và làm cho môi rất là mềm. Trời ơi, các em ơi, chỉ cần một cái cây viết chì màu thôi mà chúng ta đã làm được một cái như thế này rồi. Không biết thoa thì nằm mới hết nữa. Mà nó rất là an toàn nữa chứ. Bây giờ chị Kim Bơ sẽ thử thoa cái này nha. Cái này Halloween dùng là chính xác luôn á. Bây giờ kế thoa cái màu này. Công nhận rất là mềm luôn á các em. Giống như mới ăn ăn kẹo xong này các em. Cười quá. Wow. Trời ơi. Chị Kim Bơ của các em bây giờ thành macaron hả? Rất là mắc cười luôn hả các em? Chắc chắn là Halloween chị Kim Bơ sẽ phải làm thêm nữa. Yay. Bây giờ phải bôi thôi. Bây giờ nhìn môi chị Kim Bơ giống như là miếng thịt bò tái luôn vậy. Vừa màu đỏ mà vừa màu xanh nữa các em. Các em ơi, chỉ với những thành phần rất là đơn giản và dễ tìm cho chị Kim Bơ, nhưng mà không biết các em có dễ tìm hay không nữa. Các em nhớ nói cho chị Kim Bơ biết là những thành phần này các em có dễ tìm, các em có tìm dễ ở bên Việt Nam hay không. Và video của chị Kim Bơ đến đây là hết rồi. Các em đừng quên cho chị Kim Bơ một like thật to nha. Và hẹn gặp lại các em vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày. Tại vì các em yêu các em rất là nhiều. Bye bye.